xá lợi tử sau khi ta đã diệt độ vào thời kỳ sau cùng của 500 năm sau bát nhã ba la mật đa sâu xa ở phương đông bắc làm Phật sự lớn vì sao? này xá lợi tử vì Pháp mà tất cả như lai ứng tránh đẳng giác tôn trọng là bát nhã ba la mật đa bát nhã ba la mật đa như vậy tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều cùng hộ niệm này xá lợi tử Pháp nào chẳng phải là tránh Pháp pháp luật vô thượng mà Phật chứng đắc thì có tướng diệt mất còn tránh pháp luật vô thượng pháp chư Phật chứng đắc tức là Bát nhã ba la mật đa này xá lợi tử thiện nam tử thiện nữ nhân nào ở phương đông bắc ấy nếu thường đối với Bát nhã ba la mật đa này tin hiểu thọ trì đọc tụng tu tập tư duy rộng nói thì ta thường hộ niệm thiện nam tử thiện nữ nhân ấy khiến không bị não hại này xá lợi tử, các thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở phương đông bắc ấy, nếu thường sao chép bát nhã ba la mật đa sâu xa, lại dùng các loại tràng hoa tuyệt diệu, hương xoa, hương bột, y phục anh lạc, tràng phan bảo cái, kỹ nhạc, đèn đuốc, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì ta nói nhất định các thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do căn lành này rốt ráo chẳng đọa vào các đường hiểm ác thường xanh cõi trời người thường thọ hưởng niềm an lạc và do thế lực ấy sáu pháp ba la mật đa tăng thêm ích lợi nhân đây lại thường cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen chư phật thế tôn về sau tùy theo sự thích hợp nương pháp ba thừa dần dần tu tập sâu xa rồi nhập niết bàn vì sao này xá lợi tử vì ta dùng phật nhãn quán thấy chứng biết nên xưng dương tán thán công đức đạt được của thiện nam tử thiện nữ nhân ấy tất cả Như Lai like, ứng tránh đẳng giác an ổn trụ trì hiện đang thuyết pháp ở phương đông, tây, nam, bắc, bốn phía trên dưới trong vô lượng vô số vô biên thế giới cũng dùng Phật nhãn quán thấy chứng biết, xưng dương tán thán công đức đạt được của thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy.